Xin giới thiệu các bác, đây là gói hạt giống hoa màu gà lửa. Hoa màu gà lửa này thì cái chiều cao cây của nó là khoảng 30 đến 40 cm. Thời gian ra hoa nó khoảng 70 đến 80 ngày các bác nhé. Khoảng 70 đến 80 ngày tùy thời tiết. Một gói này nó có khoảng tầm gần 100 hạt. Khoảng gần 100 hạt, số điện thoại đặt hàng 086 515 3185. 24.000 một gói các bác nhé. 24.000 một gói hạt giống hoa màu gà lửa. Cái loại này thì nó khá là dễ trồng. Thời gian ra hoa nhanh nhất thì nó khoảng 60 ngày, còn bình thường nó khoảng 70 ngày đến 80 ngày tùy thời tiết. 24.000 một gói và con đặt hàng gọi 086 515 3185.